Anh em chúng tôi đang chạy tiến độ trước khi cơn bão số 2 đổ ập vào Hà Nội nhé. Một căn biệt thự view hồ Ocean Park Gia Lâm vào một buổi sáng thật là thanh bình các bạn ạ. Nhà thì rất đẹp rồi nhưng mà cây cối ở đây mà không được cắt sửa thường xuyên dần dần trở nên là nó sẽ không có một cái trật tự nào cả. Thế thì nhận lời của anh chị thì hôm nay thì đội ngũ cùng đến để sửa sang lại cây. Ở trong này thì cái số lượng cây cũng không có nhiều. Chủ yếu là những cây hàng lá và những cây chơi hoa thôi. Có những cây ruối, một số cây khác thì đã được đào tạo từ khi mà anh chị về đây ở các bạn ạ ôi rồi còn nhớ những cái thời mà cây nó ở dạng phôi nhé chăm sóc nuôi dưỡng thực sự là có những lúc mà làm và cắt sửa nếu mà không kiên trì thì khả năng anh chị sẽ bỏ cuộc nhưng mà do là được đồng hành cùng với anh em thợ lành nghề được tư vấn rất là sát sao nói chung là anh chị cũng đầu tư thời gian cũng là tiền bạc nữa để có thể nuôi dưỡng chăm sóc và bảo trì nó và cho đến ngày hôm nay thì anh em đến ra sửa sang cây thì cơ bản là nó đã hoàn thiện hơn rất là nhiều các bạn ạ. Ở cái không gian như này các bạn thấy là cái cái những cái số lượng cái cây nó đã tỏa bóng gần như là cái lượng ánh nắng nó cũng không có được nhiều. Khi mà chủ nhà về đây là xác định trồng những cây này đan xen vào nhau thì cũng phải là phối và kết hợp làm sao ở các cái tầng lớp. Ví dụ như cây thế rồi là những cây mà bonsai hay là những cây hoa thì nó phải hội tụ được cái yếu tố về ánh sáng, về gió làm sao cho nó thuận tiện cho gia chủ. Như cây dưới này nó phải đòi hỏi ánh sáng rất là nhiều cho nên là lúc mà đặt cây vào vị trí này là bên mình cũng phải là nghiên cứu rất là kỹ về gió và ánh nắng rồi chứ bây giờ nếu mà chỉ trồng xuống mà bỏ bê nó thì nó sẽ không thành hình được nó sẽ không đẹp được các bạn ạ do là làm việc với anh chị cũng lâu năm rồi hầu như là anh chị cũng giao hết cho thời gian hoàn thiện cây sửa như thế nào anh em cứ đến làm thoải mái giờ giấc cây dưới mà trước khi sửa thì nó um tùm nó sông nó lộn tung phèo này nhưng mà sau khi mà chỉ cần tác động vào kéo rồi cắt sửa một chút thôi giờ thì bóng tàn nó đã gọn gàng hơn rất nhiều kể cả cây nằm dưới đất rồi là đến cây nằm trên chậu rất ok đúng không các bạn anh em nào ở các cái khu đô thị rồi là biệt thự ở Vin hay là những cái tòa nhà mà cần để anh em chúng tôi hỗ trợ về kỹ thuật sửa sang, thậm chí là ký hợp đồng thẳng luôn các bác. Lịch sửa cây theo năm thì anh em mình cứ chủ động IB hoặc là gọi điện trực tiếp cho cho bên Tuấn rồi anh em sẽ đến để khảo sát thực tế tại công trình, cái số lượng cây rồi sau đó sẽ có à, báo giá cụ thể cho các bác. Hãy để Bonsai Channel được đồng hành cùng các bác, giúp cho khuôn viên gia đình cảnh quan của các bác luôn luôn xanh mát, tươi tốt quanh năm các bác nhé. Nhớ follow em Tuấn, đừng link em để ở phần bình luận để không bỏ lỡ những video mới nhất các bác nhé.